Xin chào các bạn. Bữa nay là ngày 31 rồi bạn. Tối nay là tổ chức như tổ chức sự kiện đếm ngược ở quảng trường các bạn. Mà trời sáng nay là mưa rồi. Bây giờ là khoảng 8 giờ mấy rồi. Còn 9 giờ mưa. Vẫn còn mưa dầm rồi bạn. Mình đang đứng ở chợ Quân Trấn. Bây giờ mình đi vào chợ Quán Trấn coi thử cái ngày cuối năm sao các bạn. Vô trong chợ quay vòng vòng chợ vui. Trời mưa mà. May là mình có cái camera đây là khỏi sợ nước nôi vậy. Camera hành động cho nên là action cam cho nên là mình đi lung tung. Mình đang đi vô trong chợ mà. Đi vô công phụ. Đây là cái quầy rau quả, cái cây, chợ đây mới xây lại sau này các bạn, cái máy đây là người ta mới làm lại ở đây chắc sau dịch, mình nhớ nhớ mong máy là hình như sau dịch, bên đây mấy quầy là ghim. À không phải, mấy quầy đồ khô, hành tỏi, gừng, đi lòng vòng. Mình đang đứng cái chỗ đây là, đây, đây bán cam nè. Nói chung mình nhìn điện thoại mà. Mình nhìn trên điện thoại. Giờ nãy tối quá bây giờ mình mở sáng sáng chứ. À cam. Bên đây là bán cái gì đây? Tạp hóa mà. Rồi đây bán cà rốt. Đây là chuối. Củ đậu, trứng. Cái cây. Cà rốt, cua, khoai lang bự luôn, khoai lang cũng bự khoai đá, khoai lang đây lễ tân hay là của mình đó? Lễ tân á, lễ tân các bạn, lễ tân là nổi tiếng, nó sao củ bự kia, chắc cũng đắt, cái này ký nhiều, một ký nhiều, 25.000 một ký. Đầu mới luộc xong vậy. Ngon à? Ồ củ đây mà về nấu lagu rồi. 25.000 một ký mà. Khoai lại cần. Đây gừng. Hành. Cái chợ đây bữa nay thấy cũng nhộn nhịp á. Đông, đây bán thịt. Rồi. Đây quầy bán thịt. Cái tầm giờ là cái tầm đi chợ rồi. Đúng rồi, tầm đi chợ là thấy bữa nay chợ cũng trống đông. Thịt mà nó để trên người ta để trên cái kệ bằng kim loại cho nên là mỗi lần gõ nó ồn rồi. Đúng ra cái đây phải làm kệ gỗ rồi mấy cái thớt nó nặng mà mỗi lần người ta chặt hay là nó ồn lắm mà đó nó chặt nó ồn ghê nên nó rung cả cái kệ. Mình đi qua cái quầy ẩm thực
thịt heo quay. À, thịt gà chiên, nói chung là đồ chiên không ạ. Đây là bánh cơm đấy sao, đúng rồi, người ta cơm là có phần này. Thịt gà, thịt heo, nói chung là đồ chiên nhiều, tôm. Dạ. Thì canh. Thì qua. Đây cũng các cái món ăn. Đây bán đồ ăn sáng rồi ăn bún. Rồi để con bún. Bún cá. Bánh bèo, bánh xèo, bánh sợi vỏ. Bánh bèo, cơm. Trên bên cái quầy thịt này nó ồn quá. Quầy thịt người ta chặt. Đó. Nghe bùm 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 bùm. Đúng rồi, mấy cái quầy này phải làm bằng gỗ. Mình đi qua ở cái chỗ bên hải sản. Ui, là đây là chúng ta cái khúc xương này. Nặng nữa, coi, ghê vô rồi. Ủa sao, sao biết quay phim hay quá trời. Ủa, nãy giờ là à, nãy giờ là có một người mẫu đẹp nhất là trong cái clip này rồi. Chợ sân bay à. À, chợ sân bay các bạn, chợ đây là chợ Quân Trấn, bây giờ là đặt chợ sân bay. Đây trái cây mùa này như không có seri phải không anh? Có ngoài hả? À. Cảm ơn em. Bây giờ mình đi tiếp đây, các bạn. Đi ra cái quầy hải sản. Cái chỗ đây nó hơi bắt đầu trơn rồi. Đây này, nước nó nhịp nhẹp này, em muốn trọt rồi đó. Đây, qua hải sản là bắt đầu là nhẹp nè các bạn. Này, nước này, cứng ở giữa hành lang đây, mưa nữa. Nước nó nhẹp nhẹp. Đây hải sản. Thôi bữa nay đi chợ sáng này ít hơi ít người. Đây là cá nước ngọt mà. Đây là cá rô. Cá nước ngọt, cua. Cái này hình như cá lóc hả? Còn cái biển thì có ba món, đây có ba thứ ba bốn món gì là nước ngọt. Bên kia là cá ngừ, cá hồng. Đây là khu chợ hải sản. Nhưng mà cái đây nó thấy nó sạch hơn ở trên chợ Tháp Đôi bạn, trên chợ Hoa Lư á, với chợ Đầm á, là vì người ta làm cái bể nó cao này, cái đường đi nó cao, nó có cái rãnh thoát nước ở dưới đây mà, cho nên là nó sạch sẽ. Nói chung là chợ đây nó sạch sẽ hơn. Ở đây nhìn nó sạch, cái đường đi nó sạch vậy, nhưng mà cái đường đi này nên làm nhám mà, tại vì cái chỗ đây là lúc nào có nước mà người ta láng xi măng đây là nói chung cũng dễ trượt. Nói chung là cái chỗ đây nó có nước là nó phải làm gạch nhám.
để đi. Còn đây người ta bày xuống dưới đất rồi, người ta đang đang hình như mấy người đây bán sỉ. Đây là chả cá, đây họ chế biến chả cá này, đây chả chiên, chả chiên đủ loại, bán theo ký, một ký bao nhiêu anh? Một ký bao nhiêu? Một ký trên sáu, loại nào cũng vậy hả? À, ba loại bên đây là 160, còn loại đây khác. Đây thịt. Thôi mình đi ra, nói chung là cái chợ đây được là đi thấy sạch sẽ nè. Bên hải sản mà thấy bán về là sạch sẽ. Mình thấy trong mấy cái chợ là cái đời nó sạch nhất. Người ta làm cao nhưng mà cái này phải làm nhám chứ nữa là ok rồi. Chỗ đây làm nhám chứ nữa ok. Rồi. Thôi mình xin dừng video đây các bạn. Giờ mình đi ra lại. Mình đi ra lại cái cổng phụ mấy bạn. Mình đi ra lại cổng phụ, mình đi vô trong mấy cái quầy tạp hóa bên trong. Nói chung là các cái chợ đây thì bên cái quầy tạp hóa, quầy vải vóc rồi nói chung khách nó cũng ít. Chợ nào thấy nó cũng ít. Chợ nào cũng vắng là vì bữa nay là mấy cái hàng đây người ta mua trên sốt rồi mua siêu thị thì nhiều, còn chợ là chủ yếu là bán đồ tươi sống này. Đó, thịt thà rồi rau quả rồi thì mấy cái món đây là chợ nào cũng đông. Rồi xin thân ái chào tất cả các bạn, mình đi ra cổng phụ vì bà xã mình đứng đón ở ngoài đó bạn. Mình chở bà xã đi chợ rồi sẵn mình quay các bạn xem luôn cho vui. Xin chào các bạn. Vẫn còn mưa. Cảm ơn em. Bà dặn em hả? Bà này anh bạn này nhắn lại là bà xã bà nói bà đi vô mua chanh, rồi mình đứng mình chờ chút, mình sẵn mình quay ra phía ngoài chợ. Đây là chỗ giữ xe nè, giữ xe đây của Tương Trân, họ làm thêm. Thôi xin ái chào các bạn, giờ bà xã mình ra rồi, thôi mình đi về.